đơn hàng 3 con máy cho anh Tuấn ở Tiền Giang. Con máy all-in đầu tiên đã xong và bây giờ em sẽ sang đến con máy số 2. Con máy phao 498, anh Tuấn anh lấy hai con phao 498 mà em lại có hai con phao 498 là để ở cửa hàng để ở cửa hàng để trưng bày anh em ạ. Nhưng vì anh Tuấn anh ấy bảo thôi anh ơi anh để cho em đi. Em xin anh để cho em đi. Thì đây, con máy phao con máy số 1 trong đơn hàng hai con máy phao đấy nhá anh em nhá. Máy nó gần như máy mới luôn. Nguyên cái công anh em thợ rửa đã tốn bao nhiêu công sức của anh em ạ. Máy nó mới nó đẹp. Thì cái dòng phao 98 này là ở trong miền Nam anh em rất là thích. Con này là lòng của nó là 98 ly. Và vòng tua của nó là 3.400 cơ. Con này 3.400 nhá và 76 kW thì nó rơi vào khoảng 100 PS. 100 PS và lòng 98 nhá anh em nhá. Dòng phao 498 này là máy xe này là rất là phổ biến này. Thì con máy phao con đơn hàng của con máy phao số 1 đầu tiên nó đẹp ở đâu? Em sẽ quay cho anh em để anh em cùng xem và cùng biết nhá. Đây. Bơm kim này, dây co dầu trắng tinh, trắng muốt, co gió này, mới tinh luôn. Khẳng định con máy này nếu mà vào đến nơi nhá, anh Tuấn mà chê nhá, em xin phép trả máy về và không bán nữa. Vì em vừa đây là lại lỉ mãi em mới bán đấy anh em ạ, lại lỉ mãi mới bán. Đây. Tất cả máy còn nguyên zin hết này. Lắp quy lát nguyên zin hết. Máy nó như máy mới luôn, khẳng định luôn nhá anh em nhá. Máy như máy mới luôn, khẳng định. Turbo trắng tinh này, tất cả nguyên zin hết. Trắng tinh hết này, lốc đen xì luôn. Đấy, nói chung là cũng không muốn quay giờ quay qua đây anh em ạ. Nó mới quá, đây này, bô xả thứ vẫn còn trắng tinh này anh em ạ. Nó chưa bị rỉ này, con máy này chạy cực ít, cả hai con này đều là siêu phẩm hết. Đây, kinh điển chưa? Đấy, quá mới, quá đẹp. Rồi nhá anh em nhá. Không phải là em nói xạo đâu, quá đẹp và quá mới luôn. Bây giờ còn mới là đến cái phần kiểm tra chất lượng thôi. Giờ sẽ cho anh em thợ test lỗ để gửi video cho anh Tuấn ở Tiền Giang nhá. Nổ đi em ơi. Em du luôn. Chưa xong đâu anh ơi, 30 phút mới xong. Quá mới, quá êm. Không có một tí khói, không có một tí nổ nào luôn. Kinh điển luôn. Mới thế nhở. Không có một tí đổ hơi nào luôn. Xem con kia có tàu không? Sướng tài thế nhở. Tắt em ơi. Thôi lỗ thế thôi anh em ạ. Máy nó mới quá, lỗ cũng không thể được thêm tiền đâu. Có khi lỗ lâu quá ông em lại không muốn bán nữa thì ông anh lại phải trả thêm tiền đấy. Quá đẹp. Vừa rồi em vừa test lỗ xong siêu phẩm phao 498 máy xe, con máy đầu tiên trong đơn hàng hai con máy phao cho anh Tuấn ở Tiền Giang nhá. Máy lỗ như máy mới, êm du, không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn anh em ạ.
Máy này mày vào đến nơi mà chê nữa thì thôi xin quay đầu không bán nữa. Lâu lắm rồi em mới để được hai con máy nó mới, là anh em xem lốc liếc này, mới tinh luôn nha anh em nha. Đẹp rực rỡ, mới tinh luôn, khẳng định luôn. Máy này mà chê nữa thì đúng là chỉ có tốt nhất là đi về mà mua máy mới anh em ạ. Cạn lời rồi. Đẹp và mới quá anh em ơi. Đây là tất cả. Em sẽ đeo video lên kênh. Nếu mà anh em có xem được video ấy thì anh em hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ của con phao số 1 này nhá anh em nhá. Bây giờ em sẽ sang con máy phao số 2. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở con máy sau. Con máy phao số 3 và cũng là con máy số 3 cho đơn hàng 3 con máy cho anh Tuấn ở Tiền Giang nhá. Ok.